Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Hạn toán tận chiếu mạng 12 con giáp trong năm 2022 nhâm dần. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, cùng song hành với hệ thống cửu diệu niên hạn là 8 hạn mà con người chúng ta thường xuyên phải trải qua, đối mặt với nó trong cuộc sống thường ngày. Trong suốt cuộc đời, mỗi con người chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều hạn nói chung và nhiều lần đại hạn toán tận nói riêng. Toán tận là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Và điều đặc biệt, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Vậy thì hạn toán tận là như thế nào, tốt xấu ra sao, tuổi nào sẽ gặp phải hạn toán tận trong năm 2022? Và để tìm câu trả lời, ngày hôm nay kênh Tử Vi xin kính mời quý chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về video tuổi nào phạm phải hạn toán tận trong năm 2022 nhâm dần này nhé. Hạn toán tận là gì? Theo như quan niệm, hàng năm mỗi người chúng ta đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, cũng có thể là hung tinh hoặc là trung tinh. Nhưng chúng đều có đặc điểm chung, đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Hệ thống cửu diệu niên hạn bao gồm 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại một lần. Sẽ bao gồm cát tinh là sao Thái Dương, sao Thái Âm và sao Mộc Đức. Sao trung tinh bao gồm sao Thủy Diệu, sao Thổ Tú, sao Vận Hán. Sao hung tinh bao gồm sao Thái Bạch, sao La Hầu, sao Kế Đô. Và 9 ngôi sao ứng với 8 niên hạn trong năm, đó là hạn Huỳnh Tuyền, hạn Tam Khoeo, hạn Ngũ Mộ, hạn Thiên Tinh, hạn Toán Tận, hạn Thiên La, hạn Địa Võng và hạn Diêm Vương. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời, quan niệm mỗi năm sẽ ứng với một vì sao chiếu mệnh mà bản thân người đó ở trong năm đó sẽ gặp được thuận lợi hay những sự trắc trở. Sao chiếu mệnh đi kèm ứng với nó là hạn tốt hoặc là hạn xấu trong năm. Nếu như gặp sao chiếu mệnh tốt thì năm đó được xuôi chẻo mát máy. Nếu như gặp sao chiếu mạng xấu, hạn xấu thì người đó phải cúng sao giải hạn để có thể gặp được an lành. Mỗi năm sẽ ứng với một niên hạn chiếu mệnh, dựa vào niên hạn này mà chúng ta có thể biết được tai ương xui xẻo xảy ra trong năm ít hay nhiều, nặng hay nhẹ. Song song với đó, chúng ta có thể tìm cách hóa giải nhằm giảm bớt điều xấu, đem lại may mắn cho gia chủ trong cuộc sống tương lai. Những thầy tử vi phong thủy xưa đã nói rằng toán tận nạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Câu thơ trên đã cho chúng ta biết rằng hạn này là một hạn rất khó nắm bắt, vậy nên chúng ta phải luôn cẩn thận đề phòng trước tất cả mọi việc ở trước mắt cũng như mọi kế hoạch của mình trong tương lai. Và như vậy, hạn toán tận là hạn rất kỵ đối với nam giới. Những dạng tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và rất khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu thì có thể nguy hiểm đến sức khỏe cũng như tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến hoặc đột quỵ. Theo tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc là thương tích, bị kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá đây là một hạn rất lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác thì thường chỉ hao tốn tiền của hoặc là chỉ có bệnh nhẹ mà thôi. Vậy thì cách hóa giải hạn toán tận như thế nào? Các hạn tuổi thì vốn dĩ không có cách hóa giải hoàn toàn. Theo như các chuyên gia về tử vi và phong thủy, thì các hạn này chúng ta chỉ có thể làm giảm mức độ của nó mà thôi. Nếu biết trước nguy cơ hạn tuổi thì gia chủ nên tìm cách tránh né, kiêng kỵ, như vậy thì có thể giải các hạn lớn, còn các hạn nhỏ hơn thì có thể được hạn chế đi rất nhiều.
Thứ nhất, đối với hạn toán tận, tuyệt đối không được mang theo nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ nơi đâu. Có như vậy, chúng ta không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và những người thân trong gia đình của mình. Thứ hai, trong việc làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất không nên chung vốn làm ăn, kẻo bị tai nạn hoặc là cũng sẽ bị hao tiền tốn của. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước tất cả mọi việc, bởi vì trong năm này sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, chúng ta không nên xem thường bất cứ những nguy cơ nào cả. Thứ tư, không được uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc là làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu như công việc của bạn thuộc vào lĩnh vực nguy hiểm thì chúng ta cần phải đề phòng tai nạn lao động bằng cách sử dụng các đồ bảo hộ lao động và phải thực sự chú ý khi làm việc. Thứ năm, hạn chế đến nơi dùng thiêng nước độc cũng là một cách hóa giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió. Ngoài những cách hóa giải hạn toán tận kể trên, thì những người gặp hạn này cần phải tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện thì nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền, chùa, lễ thần, Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Bởi vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật, chứng giám, che chở, độ trì, bảo vệ sự bình an, mang lại may mắn cho gia chủ. Vậy thì tuổi nào gặp phải hạn toán tận trong năm 2022 nhâm dần? Hạn toán tận được xác định dựa vào tuổi âm lịch và giới tính như sau. Thứ nhất, đối với nam mạng sẽ gặp phải hạn toán tận vào các mốc tuổi như sau: 14 tuổi, 23 tuổi, 32 tuổi, 41 tuổi, 49 tuổi, 50 tuổi, 58 tuổi, 67 tuổi, 76 tuổi, 85 tuổi, 94 tuổi. Còn đối với nữ mệnh gặp phải hạn toán tận vào các mốc tuổi như sau: 18 tuổi, 27 tuổi, 36 tuổi, 45 tuổi, 54 tuổi, 63 tuổi, 72 tuổi, 81 tuổi, 89 tuổi, 90 tuổi và 98 tuổi. Và như vậy, trong năm 2022 nhâm dần thì các tuổi sau đây sẽ phạm phải hạn toán tận. Đối với nam mạng, thứ nhất, tuổi Quý Sửu nam mạng sinh năm 1973. Thứ hai, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Số 3, tuổi Canh Thìn nam mạng sinh năm 2000. Số 4, tuổi Ất Tỵ nam mạng sinh năm 1965. Số 5, tuổi Tân Mùi nam mạng sinh năm 1991. Số 6, tuổi Bính Thân nam mạng sinh năm 1956. Số 7, tuổi Nhâm Tuất nam mạng sinh năm 1982. Còn đối với nữ mạng, thứ nhất, tuổi Canh Tý nữ mạng sinh năm 1960. Số 2, tuổi Bính Tý nữ mạng sinh năm 1996. Số 3, tuổi Đinh Mão nữ mạng sinh năm 1987. Số 4, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng sinh năm 1978. Số 5, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng sinh năm 1969. Và số 6, tuổi Ất Dậu nữ mạng sinh năm 2005. Kết luận, việc chúng ta gặp phải hạn tuy có thể xấu, tuy có thể tốt, thế nhưng nếu chúng ta biết trước được những vận trình không may mắn mà mình sẽ gặp phải trong năm sẽ là việc tốt hơn chúng ta không biết gì về nó. Chúng ta biết trước để chúng ta có thể phòng tránh được những điều xấu sẽ tới với mình, cũng như giảm bớt được những điều không may mắn. Giống như việc chúng ta biết ngày mai trời sẽ mưa, chúng ta sẽ mang theo ô. Chúng ta biết ngày mai trời sẽ lạnh, chúng ta sẽ mang thêm áo khoác. Vậy nên, chúng ta đừng quá lo lắng về việc chúng ta sẽ gặp phải hạn xấu, cũng như đừng đặt nặng tâm lý của mình. Hãy cứ suy nghĩ tích cực, lạc quan, luôn tạo ra năng lượng tích cực cho mình để có thể nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực nhất có thể. Các bạn đã được lắng nghe video Hạn toán tận chiếu mạng 12 con giáp trong năm 2022 nhâm dần của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!